tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước sẽ chính thức có hiệu lực một trong những điểm mới của luật căn cước là việc người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước nhằm triển khai quy định trên bộ công an đã hoàn thành dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức và cá nhân cụ thể dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước ngoài ra ở mặt trước sẽ có một số thay đổi như số chuyển thành số định danh cá nhân mục quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, đổi thành nơi cư trú và chuyển về mặt sau của căn cước thay vì mặt trước như hiện nay. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thành Bộ Công an. Ngoài ra, như quy định tại luật căn cước mới thì thông tin về đặc điểm nhận dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải không còn thể hiện trên căn cước. Tương tự, mã QR code cũng được chuyển sang mặt sau của thẻ thay vì mặt trước như hiện nay. Thông tin trong mã QR code bao gồm họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, cha, mẹ, vợ, chồng, con, số chứng minh nhân dân chín số nếu có, số định danh cá nhân đã hủy nếu có. Về mẫu chứng nhận căn cước có hình chữ nhật, kích thước 125 x 170 mm và nội dung giấy chứng nhận căn cước gồm: bên trái từ trên xuống hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 15 mm ảnh của người được cấp giấy chứng nhận căn cước cỡ 25 x 33 mm, mã QR code kích thước 18 x 18 mm, ô vân tay ngón trỏ trái, ô vân tay ngón trỏ phải. Bên phải từ trên xuống, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, dòng chữ chứng nhận căn cước, số đăng ký chứng nhận, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nơi ở hiện tại, họ chữ đệm và tên cha, quốc tịch, họ, chữ đệm và tên mẹ, quốc tịch, họ, chữ đệm và tên vợ, chồng, quốc tịch, họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ, quốc tịch, thời hạn sử dụng đến ngày, tháng, năm, giám đốc công an. Cũng theo quy định của luật căn cước mới thì với trẻ dưới 14 tuổi khi có nhu cầu có thể được cấp căn cước theo đó, người dưới 14 tuổi hoặc cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 14 tuổi có quyền đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trong đó, với trẻ em từ 0 đến 6 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh chắc học đối với người dưới 6 tuổi. Còn với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đưa người đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh chắc học theo quy định. Tại dự thảo thông tư quy định rõ hai mẫu căn cước để xem xét cấp cho người từ 0 đến 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Trong đó, mẫu đề xuất dành cho người từ 0 đến 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.